I'm in your mama. Có cái gì cũng kiếm được, cũng kiếm được. Nhưng còn cái thì có lẽ là hỗ trợ một số người nữa, hoặc là đừng ngoại hay là cái gì nữa. Hoặc là có thể người ta cũng kiếm được, phần nào đấy thôi. Hỗ trợ gì là nó cần tay nhà, luôn chẳng có bảo em. Năm 2005 nó bước chân lên cái đất này là người dân cái đường ăn cũng không bị ba chê nhà nó là nghèo lắm và biết thằng cha thằng con cũng chuẩn lắm nó đi nó còn con ăn thì mỡ nhè ra bố mẹ ăn lại nên nó mua nhà lụi rồi nó có cái màu đéo là công nhân ấy. Nhưng mà nó ăn cái kiểu cảm giác như một kiểu là có gia đình thì người ta lại chẳng hạn người ta bán mua đất thế nó ví dụ thế mỗi người thì nhà ấy thì nó bị tích cọp mua được một tí anh nó lấy ví dụ nó ví dụ thế không mà tự nhiên lấy được thế nó cũng mua được nhà rồi Thank you.